Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ford Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe SUV 7 chỗ Explorer 2022 thế hệ mới đến thị trường Việt Nam với nhiều đổi mới nằm ở thiết kế nội ngoại thất, công nghệ hỗ trợ lái, trang bị tiện ích và hệ chuyển động. Đây sẽ là lựa chọn cho một chiếc xe SUV đa dụng dành cho những khách hàng Việt đam mê khám phá off-road với phong cách sống năng động. Xe vẫn được phân phối duy nhất với một phiên bản là Limited, sử dụng khối động cơ 2.3 lít EcoBoost nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với mức giá bán niêm yết là 2 tỷ 366 triệu đồng, tăng khoảng 100 triệu đồng so với phiên bản cũ. Giá lăn bánh của xe dao động trong khoảng 2,6 tỷ đồng tùy từng tỉnh thành phố, cụ thể như sau. Ford Explorer Limited 2022 có mức giá bán niêm yết là 2 tỷ 366 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 2 tỷ 672 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 tỷ 625 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 2 tỷ 606 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 600 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Xe có 4 màu sắc ngoại thất để lựa chọn bao gồm đỏ, đen, trắng và xanh. Ford Explorer 2022 thế hệ hoàn toàn mới vẫn giữ nguyên được phong cách khỏe khoắn, đậm chất cơ bắp kiểu Mỹ nhưng được trau chuốt hơn với nhiều điểm cải tiến tinh tế. Các đường nét thiết kế vuông vức, góc cạnh dần được thay thế bởi những đường nét bo tròn, mềm mại hơn, mang đến sự mới mẻ, hiện đại hơn cho xe. Phần đầu xe không còn vuông vức, bớt nam tính như những người tiền nhiệm. Lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn dạng mắt cáo, hiện đại, đi kèm đường viền bao quanh tinh tế và nối liền với cặp đèn pha công nghệ LED thiết kế mảnh mai hơn. Giải đèn sương mù lớn hơn, liền mạch với hốc hút gió sơn đen, cản trước tạo hình thang nhấn nhá thêm chi tiết ốp gầm màu bạc giúp Explorer dễ dàng đốn tim người dùng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hai bên thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi sắc nét chạy qua tay nắm cửa về cụm đèn hậu mang đến cảm giác trường xe hơn. Trần xe vuốt dốc về phía sau đi kèm thanh giá nóc chuẩn SUV. Tay nắm cửa nhấn nhá thêm chi tiết mạ chrome bắt mắt, gương chiếu hậu chỉnh gập điện màu đen. Bộ mâm đúc nhôm 10 chấu kích thước 20 inch, bọc trong bộ lốp Michelin tự vá, hứa hẹn sẽ đem tới cho xe khả năng cách âm tốt hơn. Vỏ bánh xe loe rộng ốp đen mang đến sự vạm vỡ, cơ bắp cho mẫu xe đa dụng gầm cao Ford Explorer 2022. Ngược lại với phần đầu xe, đuôi xe không có quá nhiều những cái điểm thay đổi so với thế hệ cũ. Vẫn còn đó những cái thiết kế vuông vức, cặp đèn hậu LED hình chữ C tạo hiệu ứng nổi. Ở vị trí chính giữa là thanh chrome to bản mang dòng chữ Explorer giúp tăng cường khả năng nhận diện. Cản sau hầm hố hơn, hệ thống ống xả kép bố trí đều hai bên, tích hợp trên tấm ốp bảo vệ màu bạc lạ mắt. Cuối cùng là cánh lướt gió và anten vây cá mập giúp tăng vẻ khỏe khoắn cho mẫu xe thế hệ mới như Explorer 2022. Bên trong xe vẫn là không gian quen thuộc đậm chất Ford, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, hiện đại, tiện nghi. Vật liệu nội thất là sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa da cao cấp, ốp gỗ và chrome sức bờ. Bắt đầu khu vực trung tâm, đó là phần màn hình trung tâm giải trí cảm ứng 8 inch kết hợp với sinh 3.4 đặt nổi, theo xu hướng thiết kế hiện đại ngày nay. Bên dưới, điểm nhấn quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của núm xoay thay cho cần số chuyển động, cửa gió điều hòa cũng được đổi mới. Vô lăng 3 chấu đa chức năng điểm thêm chi tiết trang trí mạ bạc ấn tượng, chỉnh điện 4 hướng và tích hợp sưởi. Phía sau là sự xuất hiện của cụm đồng hồ kỹ thuật số 6,5 inch sang trọng và hiện đại hơn. Chưa hết, hàng ghế thứ hai có hai màn hình 8 inch trên tựa đầu có thể truy cập độc lập vào hệ thống giải trí sinh 3.4. Hệ thống ghế ngồi trên Explorer mới được bọc da cao cấp, trong đó hàng ghế trước tích hợp tính năng sưởi và làm mát, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có nhớ vị trí và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Chiều dài trục cơ sở của thế hệ mới tăng từ 2.866 mm lên 3.025 mm nên không gian các hàng ghế ngồi đều rất rộng rãi, thoải mái cả ở khoảng ghế chân và trần xe. Hàng ghế thứ hai có thiết kế trượt và hàng ghế thứ ba có thể gập điện. Cả hai hàng ghế này đều có thể gập một cách linh hoạt để chở các vật cồng kềnh khi cần. Dung tích khoang hành lý đạt 560 lít và tăng lên 2.486 lít khi gập toàn bộ hai hàng ghế. Do đó, người dùng không cần phải lo lắng về khả năng chứa đồ cho cả gia đình trong mỗi cuộc dã ngoại hay đi mua sắm. Hệ thống thông tin giải trí của mẫu SUV cỡ lớn đến từ Mỹ đi kèm màn hình giải trí cảm ứng 8 inch ở vị trí trung tâm, hỗ trợ kết nối điện thoại FM, AM, MP3, USB, Bluetooth, dẫn đường bằng hệ thống định vị GPS toàn cầu và dàn âm thanh cao cấp 12 loa B&O. Bên cạnh đó là hai màn hình giải trí 8 inch dành cho hàng ghế sau, hỗ trợ xem các nội dung độc lập.
Chưa hết, mẫu SUV 7 chỗ Explorer 2022 còn sở hữu nhiều trang bị tiện ích hiện đại, có thể kể đến như hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập với bộ lọc cao cấp, sạc không dây và sạc Type-C, nút bấm khởi động, khóa điện thông minh, phanh tay điện tử, rèm che nắng cho hàng ghế sau, cửa sổ trời cỡ lớn, kính hàng ghế thứ 2 và 3 và kính hậu là loại riêng tư. Một trong những điểm cộng lớn nhất trên Explorer 2022 thế hệ hoàn toàn mới khi so sánh với các đối thủ chính là gói công nghệ thông minh hỗ trợ người lái CoPilot 360 độ TM tiên tiến nhất của hãng xe Mỹ. Mình xin phép được đặt bên trên màn hình giúp quý vị có thể tiện tham gia theo dõi. Ngoài ra, xe còn được trang bị những công nghệ an toàn cơ bản như tám túi khí, phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát xe khi vào cua, kiểm soát áp suất lốp. Ford Explorer 2022 thế hệ thứ 6 vẫn được sử dụng khối động cơ xăng EcoBoost 2.3 lít nhưng được tinh chỉnh về sức mạnh, giúp xe sản sinh ra 301 mã lực và 432 Nm. Hộp số tự động 10 cấp số mới được thay thế cho loại 6 cấp cũ trước đây, hệ dẫn động là loại 2 cầu chủ động toàn thời gian thông minh AVKD. Điểm cải tiến lớn nhất trên Explorer đó chính là xe được tăng cường vật liệu cách âm giữa khoang hành khách và khoang cabin. Chưa hết, kính chắn gió và kính cửa phía trước đều được sử dụng vật liệu cao cấp, vừa giúp chống tia tử ngoại, vừa giúp cách âm tốt hơn. Đặc biệt, không thể không nhắc tới hệ thống kiểm soát địa hình TMS trên Ford Explorer 2022 đã được nâng cấp lên thành 7 chế độ địa hình riêng biệt thay cho con số 4 của thế hệ cũ, cụ thể như sau. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Ford Explorer 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.